Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể từng bút phê gì trong vụ của ông Đinh La Thăng? Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng là chủ mưu vụ án. Ông Nguyễn Văn Thể cũng có bút phê trong một số văn bản liên quan. Sau khi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày, thì đến nay thì lộ diện là Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng có những sai phạm bút phê trong một số văn bản liên quan tới ông Đinh La Thăng và một số nhân vật khác. Và với cách làm việc như thế này thì có thể Nguyễn Văn Thể trong một thời gian không xa nữa có thể cũng sẽ bị tạm đình chỉ công tác và có thể sẽ bị vào lò. Như báo Tiền Phong đưa tin thì cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải cùng với 19 bị can. Cùng bị đề nghị truy tố tội danh vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí như ông Đinh La Thăng là các bị can Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Chí Thành, cựu quyền vụ trưởng vụ tài chính Bộ Giao thông Vận tải, Dương Tuấn Minh, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long, Tổng Công ty Cửu Long, Dương Thị Trâm Anh, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cửu Long, Nguyễn Thu Trang, cựu Phó Đầu tư Phó Phòng Đầu tư Tổng Công ty Cửu Long, Lê Trung Cường, chuyên viên vụ tài chính Bộ Giao thông Vận tải. Bị can Đinh Ngọc Hệ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, Phạm Văn Việt, Tổng Giám đốc điều hành công ty Đức Bình, Tô Phước Hùng, kế toán trưởng công ty Yên Khánh, Vũ Thị Hoàn, giám đốc công ty Yên Khánh, Phạm Tân Hoàng, phó phòng kế hoạch kế toán công ty Yên Khánh, Ngô Bá Thắng, giám đốc công ty Yên Khánh chi nhánh Long An, Trần Văn Miền, phó giám đốc công ty Yên Khánh chi nhánh Long An, Nguyễn Thị Kim Huệ, kế toán công ty Yên Khánh, Đinh Thị Trung, kế toán viên công ty Yên Khánh, Tạ Đức Minh, thủ quỹ công ty Yên Khánh, Lê Thị Những, nhân viên hành chính nhân sự công ty cổ phần tập đoàn Đức Bình, Nguyễn Xuân Hiền, giám đốc công ty Xuân Phi và Hoàng Tô Hạnh Vân, phó giám đốc công ty Xuân Phi cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra số 49 trên KLDT KSKT P9 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tháng 2 năm 2012, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo công ty Yên Khánh của ông Đinh Ngọc Hệ là công ty kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ông Đinh La Thăng ký quyết định về việc thành lập hội đồng bán đấu giá quyền thu phí và tổ thường trực giúp việc hội đồng giao cho ông Nguyễn Hồng Trường làm chủ tịch. Toàn bộ hoạt động xây dựng hoàn thiện đề án và kết quả đấu giá quyền thu phí đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tại Bộ Giao thông Vận tải do Nguyễn Hồng Trường phụ trách và phải báo cáo các việc liên quan cho ông Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng biết toàn bộ hoạt động triển khai xây dựng đề án kết quả đấu giá quyền thu phí được thực hiện không đúng quy định của pháp luật để cho công ty của Đinh Ngọc Hệ trúng giá phù hợp với ý định giới thiệu ban đầu của ông Đinh La Thăng. Ông Đinh La Thăng cũng biết công ty Yên Khánh không thanh toán tiền trúng đấu giá đúng thời hạn, vi phạm quy chế về đấu giá và hợp đồng phải bị chấm dứt trước thời hạn. Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mà còn yêu cầu cấp dưới để cho doanh nghiệp trả từ từ. Ngoài ra thì ông Thăng còn bút phê đồng ý đề xuất của công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo Chợ Đệm và đề nghị cho công ty Yên Khánh cấn trừ và số tiền phải thanh toán theo hợp đồng mua quyền thu phí, dẫn đến công ty Yên Khánh tiếp tục không thanh toán đúng theo quy định và hưởng lợi số tiền này. Từ hành vi sai phạm của Đinh La Thăng và các đồng phạm đã giúp sức cho công ty của Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt số tiền 725 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài 20 bị can bị xử lý hình sự nêu trên thì kết luận điều tra cũng nêu một số bút phê của ông Nguyễn Văn Thể vào thời điểm ông Thể làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể theo quy định hợp đồng số 4746 CIPM SD
ngày 30 tháng 12 năm 2013 về thanh toán tiền mua phí. Công ty Yên Khánh phải thanh toán cho nhà đầu tư là công ty Cửu Long, Bộ Giao thông Vận tải 3 đợt trong 10 tháng. Đợt 1 thanh toán trên 800 tỷ Việt Nam đồng, đợt 2 601 tỷ Việt Nam đồng và đợt 3 là 601 tỷ Việt Nam đồng. Quá trình quản lý việc thanh toán tiền chúng đấu giá, ngay khi công ty Yên Khánh thanh toán không đúng hạn hợp đồng thì Tổng công ty Cửu Long đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và bộ này có văn bản chỉ đạo. Trong đó ông Nguyễn Văn Thể lúc này là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký 3 văn bản chỉ đạo đều không đề nghị chấm dứt trước khi hợp đồng theo quy định thu quyền thu phí. Kết luận điều tra nêu rõ. Cụ thể các văn bản ông Nguyễn Văn Thể ký là vào ngày 31 tháng 8 năm 2015, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ký văn bản số 11594 trên BGTVVTCTC gửi cho công ty Cửu Long, công ty Yên Khánh nội dung chỉ đạo yêu cầu công ty Yên Khánh căn cứ vào thông báo kết luận của Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện thanh toán theo đúng tiến độ cam kết, giao Tổng công ty Cửu Long có trách nhiệm thanh toán theo đúng cam kết. Tiếp đến là ngày 8 tháng 10 năm 2015, ông Thể ký văn bản số 499 trên BGVTTC cũng có nội dung tương tự. Ngoài các văn bản trên thì khi Tổng công ty Cửu Long có báo cáo đề xuất chấm dứt hợp đồng, Nguyễn Chí Thành đã tham mưu soạn thảo để trình Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ký tờ trình số 22 tháng 6 năm 2015 gửi Bộ trưởng Đinh La Thăng về tình hình thực hiện hợp đồng mua quyền thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Ngày 3 tháng 6 năm 2015, ông Đinh La Thăng ghi ý kiến chỉ đạo phía trên góc trái của tờ trình, đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng của hai bên ký và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên cũng cần làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước, Tổng công ty Cửu Long. Sau đó thì Nguyễn Văn Thể ghi ý kiến chỉ đạo tiếp theo dưới bút phê của Đinh La Thăng, gấp yêu cầu Tổng công ty Cửu Long vụ tài chính pháp chế làm việc lại với công ty Yên Khánh thảo luận từng vấn đề cụ thể, có kết luận rõ ràng, dứt khoát. Để có lý do báo cáo sự chậm trễ và cấn trừ số tiền phải thanh toán, ngày 22 tháng 7 năm 2014, công ty Yên Khánh ký văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Cửu Long kiến nghị về việc giao cho công ty Yên Khánh được chỉ định làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo Chợ Đệm thuộc đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo hình thức hợp đồng BOT hoặc BOT kết hợp với BT với tổng đầu tư 1.300 tỷ Việt Nam đồng. Phương án hoàn vốn là kiến nghị tăng giá vé qua trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và phần chi phí do công ty Yên Khánh đầu tư hai nút giao thông sẽ được khấu trừ vào số tiền còn phải thanh toán của hợp đồng 4746 CIPM HD. Ông Đinh La Thăng ghi bút phê vào tờ trình đồng ý và anh Thể giải quyết, anh Thể ghi tiếp bút phê đề xuất về các vấn đề liên quan DABOT này. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, việc ông Nguyễn Văn Thể ký các văn bản chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long và chủ trì kết luận nhiều cuộc họp để chỉ đạo lập thủ tục phê duyệt dự án, ký văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị thực hiện phương án tài chính, ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ để đề xuất chỉ định công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư, ký kết quyết định phê duyệt về dự án theo hình thức BOT và cả Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông là thực hiện không đúng quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung công ty Yên Khánh đề xuất. Thưa quý vị và các bạn, ông Đinh La Thăng khai gì về sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh? Ông Đinh La Thăng khai có gặp và quen biết với Đinh Ngọc Hệ tại Ninh Bình nhưng phủ nhận việc bàn bạc giới thiệu chỉ đạo tạo điều kiện cho Hệ được mua quyền thu phí cao tốc này. Ngày 31 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án sai phạm tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Bộ Công an chuyển hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 20 bị can. Đồng thời, những bị can như Nguyễn Hồng Trường, sinh năm 1957, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cùng với 5 đồng phạm
bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng. Hệ bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu và lợi dụng quyền hạn gây ảnh hưởng đến mức với người khác để trục lợi. 12 đồng phạm khác bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo cùng với bị can Hệ. Kết luận điều tra và xác định xuyên suốt quá trình thực hiện đề án chuyển giao quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ khi lập hoàn thiện đề án tổ chức bán đấu giá, quản lý hợp đồng bán quyền thu phí đã có các sai phạm, đó là sai phạm của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Hội đồng bán đấu giá, Tổ thường trực giúp việc Tổng công ty Cửu Long để công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá. Và trong khi đây là một công ty kinh doanh thu lỗ không đủ tư cách tham gia đấu giá, sau khi trúng giá không có năng lực tài chính, vi phạm hợp đồng về thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá nhưng không chấm dứt trước hạn hợp đồng, kịp thời thu hồi quyền thu phí cho nhà nước. Để cho công ty Yên Khánh tiếp tục thu phí dùng phần mềm trái phép can thiệp vào phần này để thu phí của Bộ Giao thông Vận tải chiếm đoạt tiền thu phí của nhà nước. Trách nhiệm của các sai phạm trên thuộc về ông Thăng, ông Trường, ông Nguyễn Chí Thành, Dương Tuấn Minh, cựu Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long. Hành vi sai phạm của từng cá nhân tại từng giai đoạn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời, dẫn đến gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước số tiền 725 tỷ Việt Nam đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Thăng khai từ tháng 8 năm 2011 với tư cách là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được giao quản lý tài sản ở nhà nước tại bộ này, trong đó có quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Tháng 11 năm 2011, ông ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất xin chủ trương tiếp nhận lại đề án chuyển giao quyền thu phí cao tốc từ công ty BEDC và tìm kiếm đối tác để chuyển giao quyền thu phí. Đầu năm 2012, ông gặp và quen biết với Hệ tại Ninh Bình. Trong hai năm 2012 và năm 2013, ông có nhiều lần gọi điện liên hệ với Hệ và Minh nhưng phủ nhận việc bàn bạc giới thiệu, chỉ đạo tạo điều kiện cho Hệ được mua quyền thu phí cao tốc này. Ngày 3 tháng 10 năm 2013, ông Thăng ký quyết định thành lập hội đồng đấu giá giao cho ông Trường, Thứ trưởng làm chủ tịch, đồng thời thành lập tổ thường trực giúp việc hội đồng. Ông Thăng giao cho ông Trường ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tổ chức bán đấu giá, phê duyệt kết quả đấu giá, quản lý việc thanh toán tiền trúng đấu thầu. Quá trình lập và hoàn thiện đề án bán quyền thu phí, tổ chức bán đấu giá, quản lý hợp đồng bán quyền thu phí, giải quyết các vấn đề liên quan đến công ty Yên Khánh chậm nộp tiền đấu giá, ông Trường đều đồng gửi các văn bản để báo cáo cho Đinh La Thăng biết theo mục nơi nhận trên các văn bản. Tuy nhiên, ông không tham gia ý kiến chỉ đạo gì trong các văn bản này. Ông Thăng thừa nhận bút phê đồng ý trên đề nghị cho công ty Yên Khánh năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty Cửu Long để kiến nghị về việc giao cho công ty này được chỉ định làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tấn Tạo, Chợ Đệm. Phần chi phí do công ty Yên Khánh đầu tư xây dựng hai nút giao thông này sẽ được khấu trừ vào số tiền công ty này còn phải thanh toán là chưa đúng với pháp luật. Dự án chưa nằm trong danh mục vốn đầu tư trung hạn. Ông Thăng không thừa nhận đây là nguyên nhân dẫn đến việc công ty Yên Khánh lấy lý do để thanh toán chậm trễ và không bị chấm dứt trước hạn hợp đồng. Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể căn cứ vào báo cáo của Bộ Tài chính đề xuất đã có đủ cơ sở để xem xét chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền thu phí tại đường cao tốc này đối với công ty Yên Khánh. Một ngày sau, ông Thăng có ý kiến chỉ đạo đề nghị anh Thể chỉ đạo giải quyết theo đúng hợp đồng hai bên đã ký và đúng pháp luật. Tuy nhiên, cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước. Tổng công ty Cửu Long không có việc không cho phép chấm dứt trước hạn hợp đồng. Thưa quý vị và các bạn, đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường và ông Đinh La Thăng.
Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì bị can Đinh La Thăng với vai trò là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và một số đồng phạm, trong đó có cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, đã giúp cho Út Chọc hưởng lợi hàng trăm tỷ Việt Nam đồng. Ngày 31 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, công ty Yên Khánh, tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố 20 bị can có liên quan. Tuy nhiên, tháng 2 năm 2012, sau khi Thủ tướng có văn bản đồng ý chủ trương bán quyền thu phí, ông Thăng đã điện thoại cho ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông Cửu Long, chỉ đạo để cho công ty Yên Khánh của Út Chọc vốn kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí. Quá trình thực hiện thì ông Thăng biết toàn bộ hoạt động triển khai đề án, kết quả đấu giá được thực hiện không đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn để cho công ty Yên Khánh trúng đấu giá. Mặt khác thì sau khi trúng thầu, công ty Yên Khánh không thanh toán tiền đấu giá đúng thời hạn, phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và chuyển giao quyền thu phí lại cho nhà nước. Tuy nhiên, ông Đinh La Thăng đã không chỉ đạo chấm dứt trước hạn hợp đồng mà còn yêu cầu Dương Tuấn Minh để cho doanh nghiệp trả từ từ, kết luận điều tra nêu ra. Và ngoài ra, ông Thăng còn bút phê đồng ý cho công ty Yên Khánh làm nhà đầu tư bổ sung hai nút giao thông. Trong vụ này thì bị can Nguyễn Hồng Trường với vai trò là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí nhưng không qua hội đồng xác định giá hoặc thuê tổ chức thẩm định giá. Ông Trường cũng ký quyết định cho phép hội đồng bán chỉ định khi chỉ có một người tham gia đấu giá và trả giá bằng giá khởi điểm. Ngoài ra thì ông Trường còn ký thông báo công ty Yên Khánh và công ty Khánh An đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương khi chưa thông qua ý kiến của các thành viên hội đồng bán đấu giá. Công ty Yên Khánh không chứng thực thanh toán không đúng thời hạn và ông Trường không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng mà còn ký 9 văn bản chủ trì cuộc họp của chỉ đạo tổng công ty Cửu Long tiếp tục đôn đốc công ty Yên Khánh trả tiền. Hành vi của ông Trường vi phạm nhiều quy định pháp luật gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Kết luận điều tra cũng nêu vai trò của nhiều bị can khác trong Bộ Giao thông Vận tải, trong đó có Nguyễn Chí Thành, nguyên vụ phó vụ trưởng vụ tài chính Bộ Giao thông Vận tải, Lê Trung Cường, nguyên chuyên viên Bộ Tài chính, Dương Tuấn Minh, nguyên tổng giám đốc tổng công ty Cửu Long. Cũng theo kết luận điều tra thì bị can Đinh Ngọc Hệ với mục đích chiếm đoạt quyền thu phí nên ngay từ đầu đã có thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo từ lỗ thành lãi và làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2001-2002. Từ đó công ty cũ chọc đủ điều kiện tham gia đấu giá, mặc dù tình hình kinh doanh đang thua lỗ. Sau khi chúng đấu giá, do không có năng lực tài chính để trả theo hợp đồng, Út Chọc đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí. Quá trình thu phí, bị can Đinh Ngọc Hệ tiếp tục có hành vi gian dối, chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của công ty Xuân Phi che giấu doanh thu, báo cáo không đúng thực tế. Từ các hành vi gian dối này, bị can Đinh Ngọc Hệ với sự giúp sức của đồng phạm đã chiếm đoạt 725 tỷ Việt Nam đồng của nhà nước. Cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ kết luận Út Chọc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Trong vụ án này, nhiều người vốn là nhân viên của công ty Yên Khánh và là người thân của Út Chọc cũng bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò là đồng phạm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất
về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.